kia cháu hỏi lại các bác một từ nhá. Bố trong tiếng Nhật là gì? Sang. Bố trong tiếng Nhật á? Ô tô sang. Ba gì đấy? Ba sang. Đó. Vừa nói xong. Ô tô sang. Đúng không? Vì sao lại nhớ từ đấy được? Ô tô sang. Ô tô gì? Ô tô nhìn thấy ô tô này. Ô, bố đi. Bố lái xe ô tô để sang á. Sai. Ô tô sang. Ô tô sang là. Là sao ta thứ đấy trông như mày ta gọi ô tô sang. Sao là bố? Tao thì bố cái Arimoto. Hey, Arigato. 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 Hey.